vạn vật đều có từ trường. Trường là năng lượng, năng lượng tốt thì vượng khí, năng lượng kém thì suy khí. Ví như ăn trái cây tươi tốt vẫn tốt hơn ăn trái cây để quá lâu ngày. Xem tử vi, xem bát tự tứ trụ hay xem mệnh để làm gì? Biết mệnh mình nghèo khổ, biết mệnh gia đạo kém duyên thì phải làm sao? Phải tạo phước. Nghĩ người khác xấu là tự làm tổn giảm phước chính mình. Nghĩ người khác xấu thì tâm của mình đã bị nhiễm ô. Ngược lại, nhìn ai cũng là Bồ Tát thì tự nhiên thêm phước cho chính mình. Vì sao ăn luôn chọn thức ăn ngon, khi nghĩ lại không nghĩ điều lành? Các vị tự suy ngẫm. Những vị tìm đến khải toàn xem vận mệnh nên chí tâm cải vận bằng con đường chân thiện. Tìm hiểu lá số của chính mình có những phước duyên gì để tu sửa, thành tâm làm lành tránh ác. Vì vậy, được xem và gặp các vị là duyên lành với khải toàn. Có bao giờ các vị tự hỏi, ta có hiểu chính bản thân ta hay không? Hoàn toàn không thể hiểu hết, thậm chí hiểu rất sơ sài. Không có nhiều người hiểu bản thân của mình, bởi vì chúng ta bận đi tìm những thứ hào nhoáng bên ngoài mà lại quên tìm lại bên trong, luôn mong chờ ở vị lai mà quên đi hiện tại. Có vài phương pháp để một người hiểu rõ bản thân mình, Khải Toàn xin chia sẻ hai phương pháp. Một là thiền định, hai là xem mệnh. Xem mệnh để chỉnh sửa tâm tánh, chỉnh sửa từ trường của bản thân. Xem phong thủy nhà nhằm bài trí đồ vật, tranh ảnh để ngôi nhà có từ trường hài hòa, gia tăng tài lộc, gia đạo an hòa. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ phước duyên để cải vận, và không phải ngôi nhà nào cũng có thể áp dụng phong thủy đạt hiệu quả cao. Tất thảy đều do duyên phận. Bài này Khải Toàn xin chia sẻ vài lời về xem mệnh. Xem vận mệnh để làm gì? Nếu có ý xem, xin các vị cân nhắc, vì không khéo tự làm chính bản thân mình thất vọng. Thông thường mọi người muốn biết vận mệnh của chính mình, trông chờ vào một tương lai tốt đẹp. Nếu các bạn có ý định này thì Khải Toàn không phù hợp, vì Khải Toàn không thể nói khác với những mật mã có trong mệnh. Xem sinh thần bát tự để hiểu rõ bản thân có những ưu hay khuyết điểm gì, luận giải về đường tài lộc, tình cảm, ngành nghề cũng như màu sắc vật dụng phù hợp mệnh. Những đề mục này Khải Toàn có liệt kê trong phần liên hệ website. Và quan trọng, hướng dẫn phương pháp để thay đổi, để cải vận. Giả dụ bạn mong chờ biết vận mệnh của mình, sau khi xem kết quả mà không có phương pháp, thật vô nghĩa. Xem tử vi hay bát tự, khi có kết quả, có phương pháp thay đổi nhưng bản thân người lại không kiên trì ứng dụng, khác nào đến bác sĩ cho ta thuốc nhưng lại không dùng thuốc. Khải Toàn luận theo bát tự tứ trụ, tìm ra mệnh khuyết của ngũ hành, hướng dẫn phương pháp chọn lựa vật dụng, ăn uống, ngành nghề, hướng nhà, màu sắc phù hợp. Ngoài ra còn hướng dẫn tránh những ngũ hành kỵ. Tránh những ngũ hành kỵ là tự cứu mình. Giả dụ mệnh sinh mùa đông kỵ thủy, luôn thích mặc đồ màu đen, trang sức quá nhiều vàng bạc, nhà ở quá nhiều gương to, bàn làm việc cũng toàn là kim thủy. Đó là những yếu tố làm vận mình thêm kém với người dương thủy. Trong thay kết quả khá chi tiết nên rất dài, cần một thời gian đọc và nhiều lần mới có thể thông suốt. Đồng thời diễn giải những mật mã kém duyên trong mệnh. Giả dụ mệnh kém duyên tình cảm, khuyến nghị phương pháp nhằm hạn chế và thay đổi. Có thể giải đáp những trở ngại gia chủ không thể lý giải. Ngoài phương pháp cải vận theo mệnh khuyết, Khải Toàn luôn hướng gia chủ hành thiền. Hành thiền hướng thiện bằng con đường học Phật, nghe giảng kinh và bố thí. Vì dụng phong thủy chỉ là một phương tiện, phong thủy là từ trường, mọi vật trong cuộc sống đều có từ trường. Muốn hóa giải những nghiệp lực bất thiện, chính bản thân mỗi người phải có phương pháp, phải ngày ngày ứng dụng. Không có thần thánh hay phép màu nào xóa đi những nghiệp quả của ta tạo ra trước kia. Người sinh ra giàu có, người thì nghèo khó, phong thủy gọi là số mệnh,
Phật Pháp gọi là vận mệnh. Đã do số mệnh thì bị khống chế bởi môi trường, hoàn cảnh, vật chất. Tuy nhiên không thể nào khống chế được trình độ trí tuệ của bạn. Dù sinh ra đã giàu có hay nghèo khổ, nhưng không chắc chắn tất thảy đều được sống vui vẻ. Sống an lạc tự tại là do trí tuệ tu được ở đời này, thông qua đọc kinh, nghe giảng kinh và hành thiền. Khải Toàn vẫn thường hạn chế sinh mệnh vì thời gian và cơ duyên, vẫn thường xuyên từ chối cho nhiều vị đã liên hệ. Khải Toàn không đủ khả năng xem và vài lý do tế nhị khác, cảm thấy áy náy trước những vị này, xem như chưa đủ duyên. Tuy nhiên có những vị trước đã nhẹ nhàng từ chối, hơn nửa năm sau liên hệ lại, Khải Toàn vẫn có thể mở lòng. Thậm chí có những trường hợp tuy từ chối xem mệnh nhưng muốn gặp trò chuyện, Khải Toàn vẫn mở lòng hẹn gặp. Tóm lại, những vị tìm đến em có sẵn tâm ý thay đổi vận hạn bằng con đường chân thiện, mong muốn hiểu rõ sinh thần bát tự của mình có những phước duyên gì để tu sửa, để vun bồi quyết tâm hướng thượng, và nên có sẵn tâm ý chấp nhận sự thật. Sự thật là mệnh có nhiều vị không có tài phú, đời trước không tu pháp bố thí tài, đời này kém duyên đường tài lộc. Khi xem phong thủy, xem mệnh, biết mình không có tài lộc thì nên đón nhận sự thật này, vì đó là mật mã của mệnh, là mệnh, mệnh là do mình tạo. Một người khi biết mệnh của mình có đường công danh kém, thế là sanh tâm phiền não, thế thì mệnh kém của vận càng thêm kém, làm mãi chẳng dư giả. Một vị gia chủ khác sinh năm 80, 3 năm trước cô xem mệnh. Cô biết mệnh của mình kém phước về tiền bạc lẫn tình cảm. Tuy nhiên cô chấp nhận sự thật, cô chí tâm cải vận bằng cách buông xuống những gì ngoài khả năng. Cô mở lòng giúp đỡ mọi người, tập bố thí, thường xuyên làm lành. Kết quả ra sao? Hiện tại cô có một cuộc sống rất an ổn, tiền tài tuy không quá nhiều nhưng dư trang trải, không khó khăn như xưa kia, và quan trọng tâm thân cô tự tại vui vẻ. Vận mệnh thay đổi như thời tiết, mai rủi đến đó rồi lại đi. Mệnh thì bất biến, vận thì luôn chuyển biến theo hoàn cảnh, theo tâm tánh. Tâm nghĩ thiện thì tương ưng từ trường thiện, sanh ra gặp hoàn cảnh lành. Như hai ví dụ trên, Khải Toàn đề cập, cả hai sau khi xem mệnh biết mệnh của mình kém đường tài lộc, một người phiền não, một người chí tâm sống thiện là hướng thượng. Chính vì điều ấy, vận hạn của cô đã thay đổi tốt lành. Mệnh đời này là quả thì tạo tác đời trước là nhân, có thể thấy được phước về tài phú, thọ mạng, tình cảm trong sinh thần bát tự. Mệnh không thể đổi nhưng vận thì ta có thể tạo. Sau 25 tuổi, mọi phước lành do ta tự gieo trồng. Dùng phong thủy cải vận thông qua từ trường vạn vật, tu pháp bố thí mang lại phước tài lộc, tu pháp nói ý lành, lời lành sanh ra trí tuệ. Giả dụ một người đang có vận kém, vẫn mong muốn thay đổi cuộc sống, nếu họ còn một chút phước sẽ gặp được bậc thiện tri thức, được giáo hóa lời lành, phương pháp hay, tự dưng tâm có chút ánh sáng hy vọng. Ngược lại, vận hạn của một người kém mà chẳng còn tí phước nào, rất khó hoặc rất lâu sau đó mới có thể chuyển mình. Vậy, phước từ đâu có, họa từ đâu sinh? Thưa chư vị, phước từ đời trước, phước từ quá khứ, thậm chí phước từ một sát na vừa xảy ra bởi ý nghiệp. Nhớ lại tầm 8-9 năm trước đây, khi vận hạn bản thân vô cùng kém cỏi, cả đời chẳng có dư lại còn mắc nợ, mặc dù vẫn chí tâm làm ăn, không ăn chơi gì. Vận hạn em kém vì nó phải như thế, càng kém hơn khi tâm ý bất thiện vượt quá mức cho phép. Có một lần, một anh bạn cùng tuổi rất giàu có, lâu ngày không gặp, anh mời đi cà phê. Khải Toàn chợt nghĩ, anh này khá là thật dụng, mời mình đi không biết có ý gì. Ngay trong tích tắc ấy, với ý bất thiện về người khác, nghĩ không tốt về người khác, em đã tự làm,
tổng giảm phước của chính mình mà không hề hay biết. Trong buổi trò chuyện, anh ta có bảo bạn nên đọc sách phong thủy này, mà nè, bạn phải thử tập ngồi thiền đi, nó làm cho tâm của bạn sáng lên, chứ mặt của bạn đang tối quá. Quả thật lúc ấy Khải Toàn bán tính bán nghi, có chút khó chịu trước lời của người bạn, nhưng trong tâm có chút hy vọng. Đây cũng trong tích tắc này, tâm khởi ý niệm sẽ về tìm hiểu thiền, đã tự thêm chút ít phước cho mình. Sau buổi gặp ấy, cần một thời gian dài tự tập thiền, đi tìm hiểu nhiều nơi về thiền, áp dụng nhiều phương pháp thiền. Tất thảy những cố gắng ấy là tích phước, để vài năm sau tâm an trí sáng, nhìn ai cũng là Phật Bồ Tát, nhìn ai cũng là người thiện tri thức. Lúc ấy mới ngộ ra, không nghĩ ai xấu ác chính là một phước duyên tự mình gieo trồng. Vì vậy, khi vận hạn kém, còn một chút phước để gặp lời lành, để tìm cho mình một ánh sáng nhỏ trong căn phòng tối, phải do chính bản thân mình tự tạo phước trước kia, và nay biết kiệm phước thông qua thân ngữ ý. Nếu bạn đang có một cuộc sống an ổn, Khải Toàn chân thành khuyên không nên quan tâm nhiều đến vận mệnh. Có duyên có thể tìm hiểu một chút về phong thủy, vì phong thủy là thuộc số cân bằng từ trường. Nhưng nhất thiết nên lưu tâm đến giáo pháp, nên học Phật, nên hành thiền. Đến một giai đoạn nhất định, lời kinh thấm nhuần, hành thiền giúp tâm định, chính là liều vaccine thu phục phiền não, thu phục khổ đau. Học Phật, hành thiền, sống thiện chính là linh đơn cho cuộc sống tốt đẹp, bởi vì thân, miệng, ý sẽ giác ngộ, luôn tạo ra từ trường lành bất kỳ nơi nào mà họ sinh sống. Tử vi số mệnh hay bát tự tứ trụ, những thực số luận đoán vận mệnh con người có tính chính xác cao, nhưng nếu không có phương pháp phù hợp, không có phương pháp chân thiện, tất cả đều vô nghĩa. Có khác nào đi bác sĩ tìm ra bệnh mà không cho thuốc uống? Người tìm đến phong thủy, một là trông chờ phép màu, hai là mong muốn có thêm một phương tiện tốt trong cuộc sống. Phong thủy không phải phép màu, không thay đổi được nhân quả. Bạn khéo dùng phong thủy, hiển nhiên có thêm cơ hội về môi trường lành. Tuy nhiên, 5 năm dùng phong thủy không thể bằng 1 năm tu dưỡng tâm tánh, không thể bằng 1 năm làm lành tránh ác, nếu kết hợp cả hai thì càng tốt. Tốt như thế nào, bản thân mỗi người tự cảm. Khải Toàn luôn khuyến thiện mọi người về hành thiền. Những vị chưa từng tập thiền hay mới tập, họ hỏi rằng cảm giác của thiền như thế nào? Việc hành thiền cũng như việc tu dưỡng hay dùng phong thủy, tự mỗi người cảm, không thể diễn đạt bằng lời. Ví như khi ta chạm vào hạnh phúc, người khác bảo nó ra sao, làm sao mà giải thích. Việc xem mệnh theo bát tự tứ trụ hay tử vi theo em chỉ là đề mục phụ. Đề mục chính là tu dưỡng tâm tánh, giúp tâm mình khí hòa, nghe kinh, nghe giảng kinh, giúp trí sáng để tự khai ngộ. Vận mệnh thay đổi như thời tiết, mai rủi đến đó rồi lại đi. Tiền bung nhưng có thể hậu kiết, luân hồi chỉ bởi tham sân si. Vâng, đau khổ phiền não bởi tham sân si. Vì vậy chư vị nên cân nhắc khi tìm đến phong thủy. Dùng phong thủy hay xem vận mệnh cũng được, nhưng không biết không dùng cũng chẳng sao. Đời này có được phước báo, các vị phải tu dưỡng tâm tánh bằng các pháp lành, phải tự mình hồi tâm chuyển ý. Trong các bộ kinh, kinh thập thiện là giáo lý căn bản, là bộ kinh nhỏ, rất bổ ích cho người thành tâm tu dưỡng tâm tánh. Phương pháp hành thiền là phương tiện cho tâm thanh tịnh. Xem đến đây, hẳn các vị mở lòng kiên nhẫn và cảm mến văn tự trong bài. Khải Toàn rất biết ơn các vị đã dành thời gian, nguyện cho các vị giữ tâm ý lành, làm lành, nói lành để gặp vạn điều lành.